Ngày 14 tháng 5 tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, nghiên cứu phát triển hệ thống trang thiết bị, phương tiện dò tìm, xử lý và xây dựng hệ thống thông tin quản lý ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam, gọi tắt là chương trình KCBM. Dự hội nghị có các đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan nghe giới thiệu các sản phẩm khoa học của chương trình KCBM. Theo đó, chương trình đã triển khai thực hiện 16 đề tài, tập trung nghiên cứu thiết kế chế tạo các trang thiết bị, phục vụ công tác quản lý và hoạt động rà phá xử lý bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều đề tài có nội dung khoa học mới, phức tạp, các sản phẩm chế tạo có mức độ tích hợp công nghệ rất cao như thiết bị xử lý mìn cơ động, robot chuyên dụng, phục vụ hoạt động rà phá xử lý bom mìn vật nổ. Các đơn vị nghiên cứu đã áp dụng nhiều công nghệ mới trong thiết kế chế tạo như công nghệ mô phỏng bán tự nhiên, công nghệ mã hóa nhiều lớp, truyền dẫn thông tin qua mạng vô tuyến, xây dựng bản đồ số từ những điểm đo rời rạc, công nghệ xử lý tín hiệu số. Thông qua thực hiện chương trình, trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện đã được nâng cao toàn diện, từ lý thuyết đến thực tiễn, có thêm nhiều kinh nghiệm quý trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị rà phá xử lý bom mìn vật nổ. Đánh giá cao kết quả giai đoạn 1 của chương trình KCBM, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh thành công của chương trình đã khẳng định vai trò của quân đội trong khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam, nhất là bước đầu làm chủ được thiết kế và chế tạo thành công một số trang thiết bị hiện đại, giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ rõ, diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta hiện nay còn rất lớn, do đó cần tập trung trọng điểm các nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo ứng dụng ngay từ thực tế để nâng cao hiệu quả rà phá xử lý bom mìn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng đất sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân các vùng bị ô nhiễm. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen tặng thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 của chương trình KCBM.